Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Anuphap Tualom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ sự vui mừng phấn khởi được đón đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn cùng phu nhân và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Ninh Bình. Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước tổ chức nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm những mốc son trong mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác đặc biệt thủy chung son sắt giữa Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Bình được đón các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thủ đô Viêng Chăn tới thăm và làm việc. Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng toàn diện mà thủ đô Viêng Chăn đã đạt được trong thời gian qua, trong đó đặc biệt ấn tượng với những đóng góp của thủ đô đối với cả nước, nhất là GDP lên tới 30%, thu ngân sách 40%, thu nhập bình quân đầu người gấp đôi cả nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin khái quát tới đoàn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, Ninh Bình tự hào là nơi phát tích của ba triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý, nơi lập nên nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, đặc biệt có di sản thế giới Tràng An, di sản hỗn hợp đầu tiên ở Đông Nam Á. Hiện cơ cấu công nghiệp dịch vụ chiếm 88%, còn lại là nông nghiệp. Tỉnh đã tự cân đối được ngân sách và là một trong những trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất cả nước. Tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, coi đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Với lượng khách đạt gần 8 triệu lượt một năm và đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Ninh Bình cũng tự hào là địa phương có thành tích trong giáo dục đào tạo khi 6 năm liên tiếp nằm trong top 3 cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin về mối quan hệ giữa Ninh Bình và các địa phương khác của Lào, đồng chí cho biết, tỉnh đã kết nghĩa với tỉnh Udom Say và thường xuyên có các cuộc thăm hỏi, trao đổi, chia sẻ với nhau trên các lĩnh vực, nhất là về văn hóa, giáo dục và phòng chống dịch COVID-19. Trường Đại học Hoa Lư của Ninh Bình đào tạo nhiều sinh viên của Lào. Tỉnh cũng có mối quan hệ với tỉnh Hồ Phăn, tuy nhiên cũng chưa có nhiều hoạt động hợp tác giữa hai bên. Vì vậy, chuyến thăm cấp cao của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn và đoàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác và phát triển toàn diện cho hai địa phương. Đồng chí hy vọng sau chuyến thăm sẽ có nhiều cuộc bàn thảo, trao đổi, học tập trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh ngoại giao đảng, nhà nước, ngoại giao nhân dân. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ vĩ đại, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong suốt những năm qua. Thay mặt đoàn công tác của thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Anuphap Tualom trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn. Chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà Ninh Bình đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của đất và người nơi đây. Đồng chí cũng giới thiệu khái quát đặc điểm tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển của thủ đô Viêng Chăn. Khẳng định hai địa phương có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp này và chuyến đi lần này chính là sự khởi đầu quan trọng. Đồng chí giao cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Viêng Chăn trực tiếp phối hợp với các cơ quan có liên quan của Ninh Bình để tham mưu cho lãnh đạo hai địa phương ký kết thỏa thuận hữu nghị hợp tác, đưa mối quan hệ Viêng Chăn Ninh Bình lên tầm cao mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn những gợi mở rất ý nghĩa của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, đồng thời giao cho các cơ quan có liên quan, Đại học Hoa Lư sẽ là đầu mối của tỉnh để liên hệ trao đổi đoàn. Cảm ơn sự thiện chí, thịnh tình và ủng hộ ý tưởng ký văn bản thỏa thuận hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương là Viêng Chăn, thủ đô của Lào và Ninh Bình, cố đô của Việt Nam. Đồng chí mong muốn mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tới sẽ mang lại hiệu quả, lợi ích cho cả hai bên. Chúc đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn và đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc, có chuyến thăm và làm việc ý nghĩa thành công tại Ninh Bình.
chúc mối quan hệ giữa hai địa phương, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng thắm thiết bền chặt, đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết, Việt-Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.